Trong khi chính quyền địa phương, cấp phường và cấp quận còn đang loay hoay, lúng túng, thiếu thống nhất trong việc đưa ra khuyến cáo với người dân, thì giới chuyên gia cho rằng mức độ nguy hại của sự cố nói trên cần được nhìn nhận một cách khách quan. Nguy cơ ô nhiễm hóa chất, đặc biệt là thủy ngân, là hoàn toàn có thể xảy ra. Đám cháy tại kho hàng của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông được đánh giá là hết sức nghiêm trọng, không chỉ bởi diện tích cháy lên đến 6.000 m², thời gian cháy kéo dài. Điều quan trọng nhất nhưng lại chưa được tính đến trong quá trình chữa cháy cũng như khi khắc phục sự cố, đó là hóa chất độc hại có trong kho xưởng. Chúng ta thấy rằng cái công tác chữa cháy, khi lực lượng chữa cháy đến thì chỉ thực hiện cái hoạt động liên quan tới dập lửa. Nhưng mà chữa cháy cơ sở có chứa hóa chất lại luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Nguy hiểm thứ nhất là hóa chất có thể phản ứng với nước tạo ra khí độc, có thể bị nhiễm hóa chất độc phát tán vào không khí. Cái nguy hiểm thứ ba là khi mà phun nước chữa cháy thì nếu không phun nước có thể cũng sao, nhưng mà khi phun nước thì nó lại tạo điều kiện cho các loại hóa chất, các chất độc hại lan truyền dễ dàng hơn, thoát ra cống rãnh, ngấm vào đất cát và ra ngoài môi trường nước. Theo giới chuyên gia, vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông chắc chắn là ảnh hưởng tới môi trường, do trong mỗi chiếc đèn đều có chất hình quang và thủy ngân. Khi xảy ra cháy thì thủy ngân và các hợp chất khác sẽ bốc hơi lên, ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh đó. Cái độc đầu tiên của thủy ngân ấy, là khi mà phát tán vào trong môi trường ấy, thì nó tác động đầu tiên là đến hệ hô hấp. Thì khi đến hệ hô hấp cái thì nó vào rất nhanh trong cơ thể theo các hướng khác nhau và nó tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa. Và quan trọng nữa tức là nếu mà ở nồng độ khá là cao thì mà thủy ngân có khả năng là gây ra độc cấp tính. Trong trường hợp ở Hạ Đình mà là cái sự cố gì đấy nó dẫn đến việc thủy ngân phát tán, cái khả năng phơi nhiễm của con người ở các nhóm lứa tuổi khác nhau đến với hơi thủy ngân là rất là độc. Mức độ nguy hại của sự cố tại công ty Rạng Đông sẽ giảm đi rất nhiều nếu các phương án ứng phó sự cố môi trường khi có cháy nổ được thực hiện tốt. Tuy nhiên, sự ứng phó vụng về, thiếu thông tin của công ty này khiến công tác chữa cháy và khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. Cứ nghĩ rằng là như là một cái vụ cháy bình thường, để làm sao mà mong mau dập tắt cái đám cháy đấy thôi, chứ cũng không ai nghĩ đến là những cái gì, những cái hóa chất gì mình có thể hít vào. Đấy thì nhà tôi nghĩ rằng là cái trường hợp đấy là trong thì chúng ta cũng phải xem lại đấy, vì rằng là những cái nếu mà trong cái ứng phó sự cố thì chắc chắn là phải thông báo cho các cơ quan hiệu quan, kể cho dân biết là trong trường hợp đấy là có những cái gì. Trước việc thiếu thông tin về thiệt hại cụ thể cũng như lượng hóa chất nào đã phát tán ra môi trường, ngày hôm nay, trên mạng xã hội, thông tin cảnh báo nguy hiểm do phát tán thủy ngân từ đám cháy của công ty Rạng Đông được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sự phản ứng chậm chạp của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khiến người dân hoang mang. Sự cố môi trường có thể xảy ra được cảnh báo là có cơ sở, vì vậy cần sớm có biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân. Đáng tiếc, khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng về mức độ nguy hại, ngày hôm nay, tại các trường tiểu học, trung học trong khu vực rất gần nhà máy, học sinh vẫn đến trường trong sự lo ngại rất lớn từ phía phụ huynh.